Robert F. Kennedy Jr., hãy bầu cho Trump để bảo vệ quyền tự do chính đáng của bạn. Ông Robert F. Kennedy Jr., cháu trai của cố Tổng thống Kennedy, mới đây đã tiếp tục lên tiếng kêu gọi, bất kể bạn sống ở tiểu bang nào, hãy bỏ phiếu cho ông Trump. Hãy đưa Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc và tôi sẽ đến Washington DC để chúng ta có thể làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại, chấm dứt chiến tranh kéo dài và bảo vệ quyền tự do chính đáng của chúng ta. Sau đây là những gì ông nói. Xin chào mọi người, rất nhiều người hỏi tôi rằng nếu họ sống ở tiểu bang đỏ hay tiểu bang xanh, họ có nên bỏ phiếu cho tôi không? Còn tiểu bang dao động thì sao? Câu trả lời rất dễ là không. Bất kể bạn sống ở tiểu bang nào, bạn nên bỏ phiếu cho Donald Trump. Để tôi cho bạn biết lý do tại sao, đó là cách duy nhất để chúng ta có thể đưa tôi và mọi thứ tôi đại diện vào Washington DC và hoàn thành sứ mệnh thúc đẩy chiến dịch của tôi. Hiện tại, quyền tự do ngôn luận đang bị tấn công dữ dội ở Mỹ và trên toàn cầu. Nhưng ít nhất, chúng ta vẫn có đủ quyền đó ở đây để bạn có thể xem video này. Chúng ta vẫn có thể tiến hành một chiến dịch chính trị đối lập. Vâng, ở nhiều quốc gia, bạn không thể làm điều đó nữa. Vì chính phủ hiện đang kiểm soát các phương tiện truyền thông, chính phủ kiểm duyệt Internet. Brazil vừa cấm mạng xã hội X vì Elon Musk từ chối kiểm duyệt tiếng nói của người dùng. Kamala Harris nói rằng Elon Musk nên cư xử đúng mực hơn, nếu không anh ta sẽ, theo nguyên văn lời của bà ta, thì sẽ mất đặc quyền và nó sẽ bị gỡ xuống. Những người dùng mạng xã hội X đang trực tiếp nói chuyện với hàng triệu người khác mà không có bất kỳ độ giám sát hoặc quản lý nào, và điều đó phải chấm dứt. Bà ta và giới lãnh đạo đảng Dân Chủ cho rằng quyền tự do ngôn luận là một đặc quyền. Nhưng cả bạn và tôi đều biết rằng đó là quyền lợi của mọi công dân. Nếu Kamala Harris được bầu, những thế lực đứng sau bà ta sẽ dập tắt quyền đó. Họ đã đi được nửa chặng đường rồi. Sẽ quá muộn vào năm 2028. Một khi chúng ta đã nằm trong tay chế độ toàn trị, chúng ta sẽ không thể bỏ phiếu để thoát khỏi nó. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta để ngăn chặn họ. Sau những cuộc trò chuyện dài với Tổng thống Trump, cùng đội ngũ và cả gia đình ông ấy, tôi biết rằng ông ấy hoàn toàn tin tưởng vào điều này. Ông ấy nhìn nhận rõ cỗ máy kiểm duyệt theo đúng bản chất của nó. Hãy nhớ rằng, ông ấy đã bị đuổi khỏi Twitter vào năm 2021 và ông ấy đã trực tiếp trải nghiệm cách mà các cơ quan chính phủ bị lợi dụng để tiêu diệt các đối thủ chính trị của chính quyền đương nhiệm. Ông ấy sẽ cần đến tôi để giúp dọn sạch nạn tham nhũng đó và đó là lý do tại sao tôi trông cậy vào những người ủng hộ tôi, như bạn, để giúp ông ấy trở lại Tòa Bạch Ốc. Bạn biết đấy, đây có thể là một cuộc bầu cử rất xích sao. Một kết quả bầu cử gây tranh cãi sẽ là một thảm họa cho chúng ta khi đất nước bị chia rẽ. Tổng thống Trump cần phải giành chiến thắng áp đảo, cả trong đại cử tri đoàn và phiếu phổ thông. Ông ấy không thể làm được điều đó, trừ phi những người ủng hộ tôi cũng ủng hộ ông ấy. Vì vậy, hãy nhìn vào bức tranh toàn cảnh, chúng ta phải đoàn kết. Chúng ta phải lật đổ những kẻ tinh hoa cố hữu hiện đang điều hành đất nước chúng ta. Vì vậy, hãy bầu cho Trump vào ngày 5 tháng 11 sắp tới, để chúng ta có thể khôi phục hiến pháp, để chúng ta có thể hồi sinh tầng lớp trung lưu, cứu vãn nền dân chủ của mình, chấm dứt kiểm duyệt và giám sát, phá vỡ cỗ máy chiến tranh, bảo vệ sức khỏe trẻ em và làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại. Tỷ phú Elon Musk có nguy cơ bị ám sát vì ủng hộ ông Trump. Tôi làm điều này vì tôi nghĩ nó rất quan trọng đối với tương lai của Mỹ. Còn gì khác quan trọng hơn việc Mỹ sụp đổ chứ? Chúng ta sẽ không đến được sao hỏa hay làm bất cứ thứ gì. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ bầu được Tổng thống Trump. Sau đó tôi sẽ làm việc chăm chỉ để cải thiện hiệu quả của chính phủ. Và sau đó tôi hy vọng mình không tham gia chính trị. Đó là hy vọng của tôi. Vâng, đó là những gì mà tỷ phú Elon Musk tâm sự với những người ủng hộ tại cuộc vận động tranh cử cho cựu Tổng thống Trump tại Pittsburgh, Pennsylvania, Hoa Kỳ. Rõ ràng là đối với ông Musk, sự tồn vong của nước Mỹ quan trọng hơn nhiều so với tiền bạc hay tài sản nghìn tỷ. Và rất rõ ràng, nói là làm, ông đã chứng minh bằng hành động rất thiết thực. Tỷ phú Elon Musk đã tiếp tục rót cho siêu ủy ban hành động chính trị America PAC, ủng hộ cho ông Trump thêm 44 triệu USD chỉ trong nửa đầu tháng 10. Khoản quyên góp này được tiết lộ trong hồ sơ gửi lên ủy ban bầu cử liên bang của siêu ủy ban hành động chính trị America PAC, do chính tỷ phú Elon Musk thành lập. Trước đó, vị tỷ phú công nghệ này cũng đã quyên góp 75 triệu USD trong 3 tháng, từ tháng 7 đến tháng 9, để ủng hộ cho cựu Tổng thống Trump. Việc này đã biến ông Musk trở thành một trong những người ủng hộ lớn nhất của ứng viên đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, điều đó cũng đã mang đến rất nhiều rắc rối cho ông. Trong bài phát biểu trước các cử tri ủng hộ ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa, ông Donald Trump ở bang Pennsylvania vào ngày 26 tháng 10,
Tỷ phú Elon Musk đã liên tục nói về việc ám sát phó tổng thống Kamala Harris là điều vô nghĩa, vì suy cho cùng, bà ta cũng chỉ là con rối của những thế lực chính trị ở Washington. Elon Musk nói, thậm chí không có ai muốn ám sát bà ta, điều đó là vô nghĩa, vì người ta rồi cũng sẽ tìm ra một con rối khác thay thế. Vị tỷ phú cũng khẳng định rằng, ông mới là người có nguy cơ bị ám sát vì dám ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump. Ông nói, một vài người bạn đã gọi cho tôi và nói rằng tôi chắc chắn sẽ bị ám sát, có khả năng điều đó sẽ xảy ra, và có thể họ sẽ cố gắng làm thật. Tham gia vào chính trị để rồi khiến mình phải đối mặt với nhiều nguy cơ bị ám sát không phải là điều tôi muốn làm. Tôi không muốn tự sát, nhưng tình hình chính trị hiện tại rất nghiêm trọng và tôi không thể đứng ngoài cuộc. Liên quan đến vấn đề này, ngày 21 tháng 10, tỷ phú Elon Musk từng cáo buộc giới truyền thông đang khuyến khích ám sát ông và ông Trump bằng những bài viết công kích không ngừng nghỉ. Elon Musk viết trên mạng xã hội X như sau: truyền thông chính thống dường như đang muốn khuyến khích việc ám sát thông qua các bài viết công kích không ngừng nghỉ, đầu tiên là ông Trump và bây giờ là tôi. Vị tỷ phú công nghệ Mỹ đang kèm theo trạng thái của mình một tấm ảnh chụp màn hình về bài viết của tờ Der Spiegel của Đức có tiêu đề Kẻ thù số 2. Bức ảnh minh họa của bài viết là hình ảnh lồng ghép khuôn mặt của ông Musk và ông Trump. Quý khán thính giả, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày quyết định của cuộc bầu cử Mỹ năm 2024. Người hâm mộ luôn cầu nguyện ông Trump sẽ là người chiến thắng và tất nhiên là tỷ phú Elon Musk cũng sẽ được an toàn. Tỷ phú Elon Musk hứa sẽ giúp Mỹ tiết kiệm 2.000 tỷ USD nếu ông Trump tái đắc cử. Trong sự kiện vận động tranh cử ở Madison Square Garden, New York, vào ngày 27 tháng 10 vừa qua, giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, tỷ phú Elon Musk, hứa hẹn sẽ tiết kiệm cho người nộp thuế Mỹ hàng nghìn tỷ USD dưới thời chính quyền Donald Trump nếu cựu tổng thống trở lại Nhà Trắng một lần nữa. Khi được hỏi rằng, ông nghĩ chúng ta có thể cắt giảm được bao nhiêu tiền từ ngân sách 6.500 tỷ lãng phí của chính quyền Biden-Harris, ông Musk trả lời, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể cắt giảm ít nhất 2.000 tỷ USD. Suy cho cùng, tất cả chi tiêu của chính phủ đều là tiền thuế. Cho dù đó là thuế trực tiếp hay chi tiêu của chính phủ, nó cũng đều sẽ dẫn đến lạm phát hoặc trở thành thuế trực tiếp. Ông Musk cam kết, tiền của các bạn đang bị lãng phí và Bộ Hiệu quả Chính phủ DOGE sẽ giải quyết vấn đề đó. Chúng tôi sẽ giúp chính phủ không còn làm phiền và lấy tiền của bạn nữa. Trước đó, ông Trump cam kết sẽ bổ nhiệm tỷ phú Elon Musk làm bộ trưởng phụ trách việc cắt giảm ngân sách nếu ông tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống nữa. Sau khi đề xuất thành lập DOGE, cựu tổng thống Trump tuyên bố đây sẽ là một lực lượng độc lập, được giao nhiệm vụ thực hiện kiểm toán tài chính và đưa ra các khuyến nghị cho những cải cách tài chính mà nước Mỹ cần đến. Tuy nhiên, cả ông Trump và tỷ phú Elon Musk đều chưa nêu cụ thể DOGE dự kiến sẽ hoạt động như thế nào, hoặc là sẽ cắt giảm khoản ngân sách nào. Tỷ phú Elon Musk từng cảnh báo về tình trạng nợ của Mỹ, cho rằng quốc gia này có nguy cơ bị phá sản nếu không kiểm soát việc chi tiêu. Vào tháng 9 vừa qua, ông Musk đã nói rằng mỗi 1.000 tỷ USD tiền nợ tăng thêm sẽ là tiền mà con và cháu của người Mỹ sẽ phải trả bằng cách nào đó. Nếu nợ tiếp tục tăng theo tốc độ này, thì Mỹ sẽ bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn mà điều duy nhất mà người Mỹ có thể trả chính là lãi suất. Ông Steve Bannon ra tù trước ngày bầu cử, tái xuất truyền thông vận động cho cựu tổng thống Trump. Trang ABC News đưa tin, ông Steve Bannon, cựu cố vấn của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa được trả tự do khỏi nhà tù vào ngày 29 tháng 10 theo giờ địa phương. Cụ thể, ông Bannon được phóng thích sau 3 giờ sáng cùng ngày và đã tái xuất giới truyền thông ngay lập tức trong bối cảnh còn đúng một tuần trước khi diễn ra ngày bầu cử ngày 5 tháng 11. Phát biểu tại một cuộc họp báo khi được trả tự do, ông Bannon tiếp tục vai trò là một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất cho cựu tổng thống Trump. Ông tuyên bố, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cảnh tù nhân chính trị của chế độ Merrick Garland, Kamala Harris và Nancy Pelosi, ám chỉ đến Tổng chưởng lý Hoa Kỳ và cựu Chủ tịch Hạ viện, cũng như ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ bà Kamala Harris. Ông Bannon nói tiếp,
Điều tôi lo ngại là một số người đang dựa dẫm vào những cuộc thăm dò cho rằng Trump luôn bị đánh giá thấp trong các cuộc thăm dò và ông ấy dẫn trước 3, 4, 5 điểm. Có thể là vậy, nhưng đó chỉ là lý thuyết ở thời điểm này. Thực tế sẽ là những gì cử tri của chúng ta mang đến vào ngày bầu cử ngày 5 tháng 11 sắp tới. Và đó là trách nhiệm của các bạn, vận động bỏ phiếu. Cựu cố vấn của ông Trump nói thêm, hãy nhìn xem tỷ phú Elon Musk là một trong những người thông minh nhất thế giới, đúng không? Nếu không muốn nói là kỹ sư thực tiễn thông minh nhất thế giới, Charlie Kirk cũng vô cùng thông minh. Họ đều nỗ lực đặt kỳ vọng vào Trump suốt vài tháng qua. Hãy xem Elon Musk đã ký những tấm séc trị giá 150 triệu đô la trong vài tháng để vận động bỏ phiếu cho ông Trump. Và đây là lúc khán giả của chương trình này vào cuộc. Những nỗ lực của các bạn thật tuyệt vời. Đồng thời, ông Bannon nhấn mạnh, Nancy Pelosi, hãy cầm lấy bút và ghi nhớ điều này. Chương trình này chưa bao giờ mạnh mẽ hơn, những tiếng nói đằng sau nó chưa bao giờ mạnh mẽ hơn, và khán giả của chúng tôi chưa bao giờ mạnh mẽ hơn. Và chúng tôi sẽ tung ra cú đấm hạ gục cho sự điên rồ của phe tiến bộ của bà vào ngày 5 tháng 11 sắp tới. Và thứ hai, 4 tháng trong nhà tù liên bang không những không làm tôi suy sụp, mà còn tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và tập trung hơn bao giờ hết trong cuộc đời. Tôi nhìn thấy rõ ràng giống như năm 2016 và 2020. Được biết, ông Bannon bị kết án 2 tội danh bất tuân lệnh từ Quốc hội vì không tuân thủ lệnh triệu tập liên quan tới cuộc bạo loạn vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol. Tới tháng 5 năm 2024, ông thụ án tại một nhà tù liên bang ở Danbury, Connecticut cho đến khi ra tù vào ngày 29 tháng 10 vừa qua. Theo ghi nhận, ông Bannon là cố vấn chủ chốt cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Trump và vẫn luôn ủng hộ Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 cho đến cuộc bầu cử hiện tại. Bà Harris nói một đằng là một nẻo khiến dân Mỹ hoang mang. Phó Tổng thống Kamala Harris ngày 28 tháng 10 tuyên bố ông Donald Trump sẽ cố gắng xóa bỏ tù chính án thứ nhất và thứ hai nếu được bầu. Mặc dù bản thân bà có thành tích đàn áp quyền tự do ngôn luận và ủng hộ các hạn chế về súng. Cụ thể, bà Harris nói trong một cuộc phỏng vấn với podcast Club Say Say rằng khi ông ta nói rằng ông ta muốn chấm dứt Hiến pháp Hoa Kỳ, bạn có biết điều đó có nghĩa là gì không? Trong Hiến pháp Hoa Kỳ, quyền tu chính án thứ tư chống lại việc khám xét và bắt giữ vô lý. Quyền tu chính án thứ năm là được xét xử hợp pháp. Quyền tu chính án thứ sáu là đối với luật sư, đúng không? Tu chính án thứ nhất là quyền tự do ngôn luận. Tu chính án thứ hai là quyền mang vũ khí. Tôi không tin rằng chúng ta nên tước súng của bất kỳ ai, nhưng ông ta muốn chấm dứt Hiến pháp Hoa Kỳ. Tuyên bố của bà Kamala Harris dường như đi ngược lại với chủ trương của những người trong đảng Dân Chủ khi họ luôn hô hào cải cách quyền sở hữu súng. Còn về phía bà Harris, bà luôn tự coi mình là người bảo vệ Hiến pháp và thường xuyên đề cập rằng bà là người sở hữu súng. Nhưng sự nghiệp của bà ở San Francisco lại cho thấy điều ngược lại. Với tư cách là luật sư quận vào năm 2006, bà đã ủng hộ dự luật H. Dự luật này sẽ cấm cư dân chuyển nhượng hoặc bán súng ngắn. Chính quyền Biden-Harris cũng tham gia hợp tác với các nền tảng truyền thông xã hội để đàn áp quyền tự do ngôn luận trong đại dịch COVID-19. Điều này tương đương với việc vi phạm trắng trợn Hiến pháp thứ nhất. Giám đốc điều hành Meta Platform Mark Zuckerberg đã thú nhận việc chính quyền Biden-Harris gây sức ép buộc công ty ông phải kiểm duyệt một số nội dung về đại dịch. Bà Harris cũng kêu gọi mạng xã hội X đình chỉ tài khoản của ông Trump vào năm 2019 và cho biết bà muốn các nền tảng truyền thông xã hội phải chịu trách nhiệm về các bài đăng có nội dung thù hận. Việc nói một đằng làm một nẻo của bà Kamala Harris đã khiến nhiều người chế giễu. Cũng có người hoang mang cho rằng không biết bà phó tổng thống có bị bệnh đạn trí giống như ông Biden hay không, khi không thể nhớ những gì mình và những cộng sự của mình đã từng làm. Đáp lại tuyên bố của bà Harris, tài khoản Tom Warum trên X cho biết chính quyền của bà ấy đã kiểm duyệt những người chỉ trích chính sách COVID của họ. Bà ấy đã nhiều lần xuất hiện trên camera và nói rằng bà ấy muốn tịch thu súng. Điều bà ấy nói giống như một trò đùa. Trước đó, trang web chiến dịch tranh cử của ông Trump từng tuyên bố, chúng tôi sẽ cấm chính phủ liên bang thông đồng với bất kỳ ai để kiểm duyệt ngôn luận hợp pháp, các quỹ, các tổ chức tham gia kiểm duyệt và truy cứu trách nhiệm của tất cả các viên chức liên quan đến kiểm duyệt bất hợp pháp. Chúng tôi sẽ bảo vệ quyền tự do ngôn luận trực tuyến. Đồng thời, cựu tổng thống cũng lên tiếng ủng hộ việc giảm bớt các hạn chế đối với luật mang vũ khí và nhấn mạnh quyền tự trang bị vũ khí của người Mỹ. Đây chính là cách ông Trump bảo vệ tù chính án thứ nhất và thứ hai. Ngoài ra, tỷ phú Elon Musk, người luôn đồng hành với cựu tổng thống Trump trong thời gian qua, đã khiến đảng Dân Chủ của bà Harris tức giận đến mức kiện ra tòa vì tặng tiền cho cử tri ký vào bản kiến nghị trực tuyến ủng hộ tù chính án thứ nhất và thứ hai.
Kamala Harris trả lời phỏng vấn dài dòng lộn xộn. I was like, "Mommy, you know, the thing about this, I always wanted to go to Howard and I went to Howard." And actually it was in February of 2004. Olives with cream cheese on dark rye. And so it's just it's remember I'm a prosecutor. I have focused on that. I mean in a nutshell. And nhiều người khó hiểu khi thấy câu trả lời đầy lộn xộn và tâm thái khác lạ này của bà Harris. Sau khi quan sát kỹ các buổi trò chuyện và tiếp xúc với cử tri của bà Kamala Harris, không ít người phát hiện bà có vấn đề rất lớn về việc đưa ra các chính kiến, chỉ có thể trả lời vòng vo mọi câu hỏi. Hai phóng viên của tờ New York Times, Brett J. Epstein và Lisa Lerer cho biết, bà Harris đã nhận được một câu hỏi khá dễ hiểu từ một cử tri độc lập tự nhận là người Do Thái về cách mà bà sẽ giải quyết chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường đại học. Trong câu trả lời kéo dài hơn 5 phút, bà ấy đã đề cập ngắn gọn đến tội ác thù hận, nhưng sau đó đã đột ngột chuyển đổi về chủ đề thảo luận khi đề cập đến những lời viện dẫn được cho là của ông Trump về Hitler, mối quan hệ của ông ấy với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng như hành động của ông ấy trong đại dịch virus Corona. Khoảnh khắc đó minh họa cho sự thay đổi chủ đề mà bà Kamala Harris đã thực hiện suốt đêm từ các câu hỏi ngắn gọn, sắc sảo và sâu sắc được hỏi dành cho bà thành các câu trả lời dài dòng, quanh co mà bà thích đưa ra. Lời phê bình của hai phóng viên New York Times lặp lại bình luận của ông David Asaron, cựu cố vấn của cựu Tổng thống Barack Obama, người chỉ trích bà Harris thường nói năng lộn xộn khi trả lời các câu hỏi trực tiếp của cử tri. Tờ Economic Times cũng chỉ ra điểm yếu lớn nhất của Phó Tổng thống Kamala Harris là gặp khó khăn khi trả lời các câu hỏi phỏng vấn. Theo đó, trong buổi phỏng vấn trực tiếp với CNN, bà Harris đã thú nhận rằng đôi khi bà gặp khó khăn khi trả lời các câu hỏi phỏng vấn ngay tại chỗ. Khi được hỏi về điểm yếu lớn nhất của mình, bà Harris cũng đã thẳng thắn giải thích rằng bà thường cần thời gian để nghiên cứu các vấn đề chính sách cụ thể để đưa ra câu trả lời chu đáo thay vì trả lời ngay lập tức. Điều này có nghĩa là nếu một cử tri hay nhà báo nào muốn có câu trả lời từ bà Harris thì họ phải đợi bà vài tuần cho đến vài tháng để bà nghiên cứu kỹ về nó. Điều này nghe thật nực cười, nhưng nó chính là những gì đang diễn ra đối với ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân chính khiến bà Harris không thể tham gia các cuộc họp báo hay tiếp xúc cử tri một cách thường xuyên như đối thủ của mình, ông Donald Trump. Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn gần đây của bà Harris trong chương trình 60 Minutes đã bị chỉ trích khi bị nhiều người phát hiện CBS đã chỉnh sửa một trong những câu trả lời của bà Harris về Israel, thay thế bằng một trích dẫn ngắn hơn. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã nhanh chóng cáo buộc kênh truyền hình này thiên vị để ủng hộ bà Kamala Harris. What is necessary for the United States to be clear about where we stand.